morning quý vị, hãy cơ mình đang có mặt ở đường Nguyễn Thị Nhỏ gần chợ lớn, bên trái gì là bến xe chợ lớn Sài Gòn. Sáng ngày 17 tháng 10 2017 trời sơn đang nắng nhẹ, nhiệt độ khoảng 29 độ C. Ở đây là đường Lê Quang Sung nữa quý vị. Phải là đường Phạm Đình Hổ hướng về quận 11. Đó, bên trái đây là đường Cao Văn Lầu. Ngã tư đây là đường Hậu Giang. Ngã tư phía trước là đường Hậu Giang với đường Phạm Đình Hổ. Chợ lớn thì xem ha, gọi là chợ Bình Tây nè. Đây là chuyên bán đồ khô nè. À, tôi đã bưng sữa đậu nành nè. Sau lưng chợ lớn thì thấy vui không? À, nguyên cái chợ đó vậy. Rồi khói nướng cơm tấm, nướng sườn, quán cơm tấm mịt mù thơm. À, nếu vị đi chợ lớn hãy cùng mình buổi sáng sớm. Kệ cái gì ha, cài có tiền để làm gì, đi shopping, đi chợ mua sắm, chồng con rồi ăn uống, có sức khỏe hưởng thụ cái gì ha, happy cuộc đời, làm gì phải buồn. Đường Trần Bình với phường 2 quận 6 bên hông chợ lớn. Đường
chưa về bán nhang thôi. Đậu hũ nước tương. Rồi trái đây là đường Phan Văn Khỏe. Rồi trái là cái căn hộ Lucky Ba Lái sắp xong rồi đấy. Khu mới nằm cạnh chợ lớn. Rồi bên phải là đường Ngô Nhân Tĩnh. Còn anh kia là thấy đường Bảy Sậy. Ở đây nổi tiếng bán đường đậu. Chắc ngay đây là đường Gò Công. Bên tay trái là chợ Kim Biên ấy. Nổi tiếng bán nguyên phụ liệu đó, hương liệu đó gì. Vừa phải qua đây là đường Hải Thượng Lãn Ông, nổi tiếng khu phố người Hoa bán lồng đèn, văn phòng phẩm, ở đây bán đồ Halloween này. Phùng Hưng ấy. Đó, bên phải là đường Phạm Vân, là Nguyễn An Cương. Siêu gì nữa chứ.